Rồi ha, rồi mình bắt đầu nha. Rồi, thì nói về cái hình ảnh học sọ não thì mình sẽ có nhiều kỹ thuật để ứng dụng để khảo sát những cái cấu trúc giải phẫu cũng như tổn thương ha. Như là X quang nè, chụp các lớp vi tính hay còn gọi tắt là CT á, cộng hưởng từ hay là còn gọi là MRI và siêu âm ha. Rồi một số cái y học hạt nhân nữa, nhưng mà trong bài này chủ yếu chỉ nói qua ba cái kỹ thuật mà thường sử dụng nhất ha, đó là X quang, CT với lại MRI ha. Rồi. Đầu tiên mình đi cái X quang trước. Thì cái kỹ thuật X quang á, nó sẽ có nhiều chiều thế mình sử dụng để khảo sát. Trong đó hai cái thế mà thường gặp nhất ha là X quang thế thẳng với lại X quang thế nghiêng đây ha. Đây là chiều thế thẳng và chiều thế nghiêng là hai cái chiều thế thường gặp nhất. Rồi thì nhìn lên đây là mình thấy được á, X quang nó chỉ có thể khảo sát được cái xương sọ thôi, xương sọ bệnh nhân ha, khảo sát được xương thôi, hoàn toàn mình không đánh giá được những cái tổn thương của mô mềm hoặc là cái nhu mô bên trong, nhu mô não bên trong, mình chỉ thấy được xương thôi. Rồi cái đây là cái chiều thế sọ thẳng ha, là thế sọ thẳng. Thì thế sọ thẳng là cái phim mà đạt yêu cầu khi mà mình chụp, mình phải lấy hết được cái trường khảo sát của mình, cái sọ của mình ha. Rồi hình phải cân xứng rõ nét. Rồi, thì trên cái X quang thế sọ thẳng này em có thể thấy được những cái đường khớp. Đây, những cái đường khớp. Đây là đường khớp dọc giữa ha. Đây là khớp lambda. Thì cái đường khớp trên X quang nó là những cái đường, em thấy những cái đường X quang mình sẽ dùng cái từ là hình sáng hay là hình mờ ha. Màu trắng thì mình gọi là hình sáng. Màu trắng mình gọi là hình mờ ha. Còn màu đen thì mình sẽ gọi là hình sáng. Thì đây là cái đường khớp, thì nó thường nó có hình dạng răng cưa ha. Răng cưa. Rồi cái bờ xương mà cạnh cái đường khớp á, nó sẽ có hình ảnh gọi là sơ xương, nghĩa là cái xương chỗ đó nó mờ lên, nó tăng đậm độ lên ha. Thì đó là đường khớp. Đường khớp nó sẽ nằm ở những cái giải phẫu, vị trí giải phẫu nhất định. Ví dụ đây là khớp dọc giữa thì nó sẽ là nó là cái đường giữa hai cái xương là xương đỉnh bên đây, phía tay phải ha, xương đỉnh phải với lại xương đỉnh bên trái. Còn đây là đường khớp lambda ha, nó khớp giữa xương đỉnh với lại xương chẵn. Rồi hai cái cấu trúc tròn tròn mà hình sáng nó hiện lên chỗ này chính là hốc mắt ha. Đây bờ trên của hốc mắt nè, toàn bộ hốc mắt đây ha. Rồi chỗ này cũng có hai cái hình sáng cạnh bên nằm ngay phía trên của cái hốc mắt ha, cạnh cái đường giữa. Thì đây là xoang trán nè, xoang trán trái nè, xoang trán phải bên đây ha. Ngoài ra thì em có thể đánh giá được xương hàm trên, xương hàm dưới, xương đá cũng như các khí bầu chẩm. Rồi mình qua cái chiều thế thứ hai là thế sọ nghiêng. Thì do cái nhược điểm của cái thế sọ thẳng là mình có thể nhìn tổn thương, mình phân biệt được tổn thương nó nằm phía bên tay phải, phía bên tay trái, nhưng mà nó sẽ chồng ảnh từ trước ra sau ha, tất cả cấu trúc nó sẽ chồng lên một cái hình, một cái phim thôi, cho nên mình sẽ nhiều trường hợp mình sẽ khó đánh giá được thật sự cái tổn thương nó thuộc xương nào. Ví dụ tổn thương nó thuộc xương chẵn hay là tổn thương nó thuộc xương đỉnh, mình sẽ không phân biệt được. Thì cái thế sọ nghiêng này nó sẽ giúp mình phân biệt được cái tổn thương nó thật sự là ở xương nào, cũng dựa vào cái vị trí giải phẫu là các đường khớp luôn ha. Đây phía trước là đường khớp vành, thì trước cái khớp vành chỗ này là xương trán, phía sau là xương đỉnh ha. Còn đây là đường khớp lambda nè, thì em có thể thấy những cái đường răng cưa nó có sơ xương xung quanh cái đường khớp ha. Rồi thì phía trước là xương đỉnh và phía sau là xương chẵn ha. Rồi còn đây là cái hình ảnh hô yên ha, hô yên, cái cấu trúc mà mình đã từng học rồi trong mô đun nội tiết á, hô yên nó lõm xuống nè, cái mặt trên của cái xương bướm ha, lõm xuống tạo thành cái hô yên, thì bên trong nó có chứa tiếng yên ha. Ngay phía bên dưới hô yên là cái vùng hình sáng này nè, là cái vị trí của xoang bướm ha. Xoang bướm tương tự, ngay phía trước nè có cấu trúc cũng là hình sáng, nó chứa khí bên trong nè, là của xoang trán ha, và mình cũng có xương hàm trên. Rồi những cái khí bầu chẩm nó sẽ là vị trí này. X quang nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm của nó ha. Mặc dù nó chi phí thấp rồi nó có nhiều phổ biến á, có nhiều cơ sở y tế mình sẽ trang bị được X quang, nhưng mà nhược điểm rất lớn của nó là nó chỉ khảo sát được cái xương thôi. Mà khảo sát được chỉ có xương, không khảo sát được nhu mô não. Mà khi mà mình xem cái xương, nó còn xảy ra tình trạng là chồng ảnh như các xương với nhau, cho nên mình rất là dễ bỏ sót tổn thương. Chính vì vậy mà sau này cái kỹ thuật CT là chụp các lớp vi tính đó,
cũng như MRI để chụp cộng hưởng từ nó ra đời, thì nó giải quyết được những cái nhược điểm này ha, và giá trị của nó trong cái việc khảo sát hình ảnh rất là cao. Cho nên hiện tại em thấy là kỹ sư quang sọ cũng không có được được chụp nhiều nữa ha. Này, thì mình tiếp theo mình sẽ qua cái phần CT với MRI, mà đầu tiên là CT ha. Rồi, CT thì đây là hai cái cửa sổ, thì với CT mình sẽ dùng cái từ cái thuật ngữ là cái cửa sổ ha, cửa sổ nhu mô và cái cửa sổ xương. Để mà mình muốn khảo sát, chẳng hạn em muốn khảo sát nhu mô não thì em sẽ nhìn vào cái cửa sổ nhu mô, còn em muốn xem cái xương thì mình sẽ nhìn vào cái cửa sổ xương chỗ này ha. Thì để mình phân biệt đâu là hình CT, đâu là hình MRI á ha, thì mình nhìn vô cái hình, em thấy cái phần xương nó hiện lên trắng ha, trắng xóa giống nhỉ, thì nó là hình CT ha. Còn lát xương qua hình MRI chị sẽ chỉ sao ha, nếu thấy xương hiện lên màu trắng trắng ha thì đó là hình CT. Thì cái cửa sổ xương thì mình sẽ đánh giá rõ được cái xương sọ, mình thấy được cả bản sọ trong nè, và mình thấy cái đường phía ngoài này là bản sọ ngoài nè, chính giữa là cái khoang tủy ha, có thấy rõ bản sọ trong bản sọ ngoài. Cho nên mình quay lại cái cửa sổ nhu mô, cửa sổ nhu mô thực chất là mình vẫn có thể gợi ý được cho mình cái tổn thương chỗ đó, chẳng hạn như những trường hợp gãy xương mà gãy di lệch nhiều, gãy lún, hoặc là những cái u xương gì đó thì hủy cây hủy xương á, thì em cũng có thể phát hiện được nó trên cửa sổ nhu mô não nè. Nhưng mà để đánh giá chính xác được cái hình ảnh bản chất cái tổn thương đó thì mình sẽ xem kỹ nó trên cái cửa sổ xương ha. Rồi, đây là cái cửa sổ nhu mô này, cửa sổ xương. Rồi. Thì trên CT mình sẽ dùng cái thuật ngữ là đậm độ. Ví dụ một cấu trúc hiện lên là màu trắng thì em sẽ gọi là đậm độ cao. Còn ví dụ như dịch não tủy nó bên trong này màu đen nè, màu nó đen thì mình sẽ gọi là đậm độ thấp. Còn chẳng hạn như so sánh cái cấu trúc như trong não, nó sẽ có chất trắng với chất xám, thì chất xám nó ở ngoài nó sẽ đậm độ cao hơn chất trắng ha. Trên CT mình sẽ dùng từ đậm độ. Rồi. Còn qua đối với MRI thì mình sẽ dùng cái thuật ngữ là tín hiệu. Ha, ví dụ như màu trắng hiện lên thì em sẽ gọi là tín hiệu cao, những cái phần màu đen đen này mình gọi là tín hiệu thấp. Còn chẳng hạn như màu xanh xám thì em có thể gọi là tín hiệu trung gian ha. Hoặc là mình so sánh về cái tín hiệu của hai cấu trúc thì cấu trúc này có tín hiệu cao hơn cấu trúc này ha. Hoặc là đồng đậm độ, đồng tín hiệu với cấu trúc này thì trên MRI mình sẽ dùng từ tín hiệu. Đây là cái hình MRI trên ba mặt cắt ha. Mặt cắt đầu tiên là mặt cắt axial, là mặt cắt ngang. Mặt cắt thứ hai là mặt cắt sato, hay mình còn gọi là đứng dọc á, và corno là đứng ngang. Thì chị cũng có nói qua một lần ở trong cái phần module nội tiết rồi, thì cái hình CT của mình á, hình CT mà mình thu được thì máy nó sẽ xử lý ra cho mình là với cái mặt cắt axio này. Sau đó thì em muốn có được cái mặt cắt sato đứng dọc hoặc mặt cắt corno đứng ngang thì em sẽ dùng cái phần mềm để em tái tạo lại. Ha, mình cứ nghĩ là máy chỉ cần bệnh nhân chỉ cần vô là máy nó sẽ quét qua một lần, nó sẽ thu được cái bộ dữ liệu nguồn nó, rồi nó sẽ dựng cho mình cái mặt cắt axio. Rồi muốn có được hai mặt cắt còn lại em sẽ dùng phần mềm em tái tạo ba mặt ra ha. Rồi. Còn đối với MRI thì nó khác ha. Đối với MRI thì bệnh nhân muốn cắt được cái mặt cắt axio thì bệnh nhân phải nằm trong cái máy MRI chụp một lần thì ra được mặt cắt axio, rồi tiếp tục nằm chụp lại lần thứ hai với mặt cắt sato và chụp lần thứ ba với mặt cắt corno, ví dụ vậy ha. Và đối với MRI thì mình sẽ lưu ý là nó còn nhắc tới cái thuật ngữ là cái chuỗi xung T1 và chuỗi xung T2 ha. Thì mình sẽ phân biệt hai cái đó dựa vào dịch não tủy. Hôm trước hình như cũng có nói rồi đúng không? Thì có nhiều chuỗi xung trên MRI lắm. Nhưng mà với IPA thì em chỉ cần nắm giùm chị hai cái thôi, là chuỗi xung T1 với chuỗi xung T2 thôi ha. Thì mình phân biệt dựa vào cái dịch não tủy. Nên nếu mình thấy dịch não tủy là bên trong cái này là cấu trúc, này là não thất, một lát mình sẽ học phần giải phẫu ha. Thì cái não thất hoặc những cái rãnh não nè, nó chứa dịch não tủy, nó hiện lên màu trắng giống vậy, tín hiệu cao giống vậy, thì đó là chuỗi xung T2 ha. Đây cũng tương tự nè, cái hình mặt cắt corno nè cũng là chuỗi xung T2, dịch não tủy bên trong cái não thất với bên trong các rãnh não này nó tín hiệu cao thì nó là chuỗi xung T2. Còn ngược lại cái hình ở giữa mặt cắt sato nè, em thấy dịch não tủy giữa những cái cuộn não trong cái rãnh não đó, hoặc là trong não thất tư nè, hoặc trong những cái bể não mà ở phần hố sau này mình dễ nhìn nè, thì là tín hiệu thấp, thì nó là chuỗi xung T1. Thì tóm lại là dịch não tủy thì nó sẽ có tín hiệu thấp, nghĩa là nó màu đen trên chuỗi xung T1, và nó tín hiệu cao màu trắng trên chuỗi xung T2 ha. Thì những cấu trúc nó sẽ có
những cái tín hiệu khác biệt nhau trên các chữ xung. Nãy là chị mới nói dịch não tủy ha, còn ví dụ mỡ thì sao? Mỡ ví dụ trên cái hình này em có thể thấy là bệnh nhân có phần mỡ dưới da đầu nè, đây mỡ dưới da đầu ha, hoặc là mình cắt axo này mình cũng thấy cái đường mỡ dưới da nè ha, hoặc mà cắt cono cũng vậy. Thì mình thấy mỡ thì sao, nó sẽ có tín hiệu cao trên cả T1 và T2 luôn ha, trên cả hai chữ xung T1 T2 thì mỡ đều có tín hiệu cao. Còn khí, ví dụ khí khí bên trong cái son, ví dụ khí trong son bướm nè hoặc khí trong son trán nè, thì nó sẽ có tín hiệu thấp trên cả T1 T2 luôn ha. Rồi quay lại cái ý mà nãy chị có chỉ tụi em là nhìn vô đó để phân biệt hình nào là hình CT, hình nào MRI, là mình nhìn cái xương sọ đúng không? Thì nhìn lại cái xương sọ ở trên cái hình MRI thì sao? Nó không có trắng xóa, trắng bóc lên y chang như hình CT đúng không? Đây là cái phần xương sọ nè, xương sọ nè. Đang chỉ là cái xương sọ đó. Thì cái xương sọ trên MRI nó sẽ hình ảnh như thế nào? Mình sẽ thấy là nó có một cái đường đen ở phía trong này, còn cái đường đen ở phía ngoài này thì nói là bản sọ trong với bản sọ ngoài. Còn cái phần mà tín hiệu nó cao nhẹ lên nằm giữa hai cái bản sọ đó chính là cái phần tủy xương ha. Thì tủy xương sọ nó có chứa một cái lượng mỡ trong đó, cho nên nó sẽ có tín hiệu cao nhẹ nhẹ hơn trên T1 lẫn T2 luôn. Đây T1 này em thấy nè, nó cũng là một cái đường đen ở phía trong là bản sọ trong, cái đường đen ở ngoài là bản sọ ngoài, mà chính giữa là khoang tủy, nó có chứa mỡ nên nó tín hiệu cao nhẹ. Rồi tiếp theo phía ngoài bản sọ ngoài nữa là cái lớp mỡ dưới da, rồi tới lớp da phía ngoài thì mỡ thì nó sẽ trắng, nó tín hiệu cao trên cả T1 T2 vậy ha. Thì mình nhìn cái xương, cho tụi em chưa quen á thì cứ lấy cái xương sọ ra để mình nhìn, mình phân biệt đâu là CT đâu là MRI ha. Nhìn lại CT một lần nè ha, CT thì mình nhìn vô mình thấy cái xương nó sẽ trắng trắng xóa lên luôn ha. Rồi, còn MRI thì cái xương nó khác, nó chỉ có phần trắng nhẹ bên trong là cái khoang tủy, với lại bản sọ trong và bản sọ ngoài tín hiệu thấp trên cả T1 T2 luôn ha. Rồi, thì đây là cái bảng so sánh sơ bộ để cho mình thấy được cái những cái mặt sự khác nhau giữa hai cái kỹ thuật này. Chẳng hạn như với CT á, thì thời gian khảo sát của mình rất là nhanh, thì bệnh nhân chỉ cần vô nằm là mình quét qua một lần là mình có cái bộ dữ liệu nguồn rồi, từ đó mình sẽ xử lý ra ha. Còn MRI thì bệnh nhân phải chụp T1, phải chụp T2 và rất là nhiều chữ xung, ví dụ flare hoặc là diffusion gì đó, rất là nhiều chữ xung phía sau đó, rồi mặt cắt axio, rồi mặt cắt sato, mặt cắt cono, mỗi lần vậy là phải quét lại, cho nên thời gian khảo sát nó sẽ chậm hơn. Và cái máy MRI thì nó cũng không có sẵn ở, nó không có phổ biến, mức độ phổ biến nó không có nhìn phổ biến như là máy CT ha. Và MRI nó cũng lại rất là nhiều chống chỉ định, chẳng hạn như bệnh nhân nó có đặt máy tọa nhịp hoặc là đặt những cái ống tai điện tử thì mình phải hỏi lại xem coi những cái máy móc đó nó có vô được trong cái phòng chụp MRI của mình không ha, vô được cái từ trường hay không. Mặc dù nó có những cái hạn chế hơn so với CT, nhưng mà xét về cái độ phân giải mô mềm thì MRI nó cao hơn hẳn, cho nên em nhìn lại ha, em nhìn lại thì nói về mặt giải phẫu á, thì mình thấy là MRI nó sẽ cho cái hình ảnh sắc nét chi tiết rõ ràng đẹp hơn không, để mình nhìn hơn đẹp hơn so với cái hình CT nè ha, mình thấy nó không bằng do cái độ phân giải về mặt mô mềm của MRI nó cao hơn ha. Rồi nhưng mà nếu mà để đánh giá về những cái xương tổn thương của xương sọ, hoặc là đánh giá là một cái tổn thương bên trong sọ nó có thành phần vôi hay không, thì CT lại ưu thế hơn ha, CT ưu thế xương, đánh giá xương, đánh giá những cái giải phẫu xương, đánh giá những cái tổn thương xương, hoặc đánh giá những cái tổn thương mà nó có chứa vôi bên trong thì CT ưu thế hơn ha. Mà CT thì mình sẽ dùng TX đúng không, cho nên bệnh nhân sẽ nhiễm xạ khi mà chụp CT, trong khi MRI thì không ha. Rồi riêng nó cái vùng hố sau là cái vị trí mà chứa tiểu não với thân não ha, thì CT nó sẽ hạn chế đánh giá tổn thương ở vùng hố sau hơn, bởi vì ở cái vùng hố sau thì nó sẽ nhỏ và xung quanh nó có rất là nhiều xương, thì những cái xương xung quanh cái hố sau đó nó sẽ vô tình nó tạo ảnh giả, những cái đường đậm độ thấp, những cái ảnh hay là những cái hình nó hiện lên nhưng mà không phải là nó làm che những cái cấu trúc giải phẫu bình thường của mình ha. Còn trong khi MRI thì nó không có hạn chế đó, nên MRI nó hơn CT ở chỗ đánh giá tổn thương hố sau. Thì chị đã nói sơ qua về cái kỹ thuật để mà mình khảo sát sọ não, bây giờ mình sẽ đi vô phần giải phẫu luôn ha, đi từ ngoài vô trong.
Thì đầu tiên ở phía ngoài mình sẽ có cái phần mềm với cái hộp sọ ha. Rồi thì với hình CT, hình này là hình CT đúng không? Ừ, chiếu lên mình thấy xương trắng xóa như vậy thì là hình CT, mà bên trong không thấy rõ ràng giải phẫu của phần dung mô não bên trong thì đây chính là cái cửa sổ xương ha, hình CT với cửa sổ xương. Thì tương tự X-quang cũng sẽ thấy cái những cái đường vị trí giải phẫu, chỗ này là đường khớp ha, đường khớp vành, cũng là những cái đường răng cưa, và cái xương tại cái vị trí đường khớp này nó sẽ có cái hình ảnh là xơ xương, như là nó tăng đậm độ lên, nó trắng lên á, xung quanh cái đường khớp ha. Và đây là khớp vành thì phía trước của nó là xương trán ha, phía sau là xương đỉnh. Rồi. Thì mình cần phân biệt cái đường khớp này với những cái đường nứt xương, gãy xương ha. Thì những cái đường nứt xương thì là những cái đường làm cho cái xương nó mất liên tục, thì nó hiện lên là những cái đường đen ha, cái đường đậm độ thấp màu đen, nó làm mất liên tục, nó làm gián đoạn cái có thể nó liên quan cả xương, cái phần bản sọ trong lẫn bản sọ ngoài luôn ha. Và cái xương xung quanh nó không có hình, không có cái hình ảnh xơ xương giống như đường khớp ha. Còn đường khớp thì nó sẽ là răng cưa, răng cưa, còn cái đường nứt thì thường nó thẳng, nó sắc nét hơn. Rồi. Đây là cũng là hình CT luôn ha, CT xương trắng xóa luôn. À, cửa sổ xương với mặt cắt corono ha, thì ngay vị trí đường giữa thì mình sẽ có cái khớp dọc giữa ha. Khớp dọc giữa nó sẽ ở phía bên này của nó là xương đỉnh bên phải, bên đây là bên tay phải bệnh nhân ha, xương đỉnh phải, bên này là xương đỉnh bên trái ha. Phía dưới này mình sẽ có khớp trai thái dương đúng không, giữa xương đỉnh với lại xương thái dương. À. Tiếp tục mình quay lại mặt cắt axon nè, em thấy tương tự phía trước này là xương trán, rồi tới cái đường khớp vành, và phía sau là xương đỉnh. Rồi những cái lát cắt ở phía dưới thấp hơn thì mình sẽ thấy thêm một cái đường khớp xuất hiện, đó là khớp lambda đúng không? Nó sẽ ngăn ngăn cách giữa cái xương đỉnh với lại xương chẵn đây ha, đây đường khớp lambda nè, phía sau nó là xương chẵn ha. Rồi thì cái vị trí giải phẫu mà giữa xương thái dương với xương đỉnh, cái khớp trai thái dương này, thì cần thiết thì mình sẽ tái tạo từ mặt cắt axio này, mình dựng qua mặt cắt cono thì mình sẽ nhìn rõ cái vị trí khớp trai hơn ha. Rồi, phía trước này em thấy những cái hốc chứa khí này là chính là các xoang của bệnh nhân ha. Thì đây là vị trí này là của xoang sàn, phía sau này là của xoang bướm ha. Thì mình chỉ học sơ sơ lược về cái giải phẫu sọ não, chứ thật ra là nó có rất là nhiều chi tiết. Rồi nếu mà mình nói sâu về giải phẫu vùng hàm mặt thì nó có rất là nhiều xương ở phía trước này ha. Nhưng mình chỉ đi đi sơ lược về cái xương của hộp sọ mình chủ yếu. À, đi xuống thấp nữa, đi xuống cái vùng sàn sọ ha, đi xuống thấp nữa thì tiếp tục đây là vị trí khớp lambda ha, em thấy xương hai bên nó xơ xương nè ha. Rồi cái đường này là cái đường khớp chứ không phải là đường nứt ha, tại xương xung quanh nó xơ, và cái giải phẫu của cái đường khớp thì nó sẽ nằm, cái vị trí của nó nằm nhất định ở tại cái vị trí đó ha, nó không có chạy bất kỳ như là cái đường nứt xương. Rồi phía sau này là xương chẵn nè ha, đây đường khớp lambda, còn đây là các khí bầu chẩm ha, khí bầu chẩm tương tự hồi nãy có nói rồi, đây là xoang bướm, còn phía trước là xoang sàn, những cái vị trí, những cái cuốn mũi của mình thôi ha. Rồi. Tiếp tục hình này là hình CT, hình MRI, mình nhìn vô xương đúng không, xương phần xương ngay phía dưới da đầu nè, mở da với mở dưới da này, mình thấy cái xương này nó không trắng xóa rồi, mà mình thấy nó có hình dạng gì, một cái đường viền đen ở phía ngoài, một cái đường viền đen ở phía trong, giữa hai cái đường đó là cái phần tín hiệu cao nhẹ này là của cái tủy xương nè. Thì hình này là hình MRI ha, hình MRI thì em thấy là MRI thì nó không có ưu thế để khảo sát xương như hình CT nha, nó sẽ chủ yếu là khảo sát cái phần mô mềm như mô não bên trong á ha. Rồi tương tự ha, ở ngoài là da, rồi xong tới tín hiệu cao nè là mô mở dưới da, tới bản sọ ngoài, tủy xương, bản sọ trong ha. Đây là hình MRI mặt cắt Sato chủ xung gì, thì mình sẽ nhìn vô dịch não tủy ha, cắt ngay vị trí đường giữa luôn nè, dịch não tủy bên trong cái não thất, trong những cái bể não, thì lát mình sẽ học kỹ hơn về những cái cấu trúc này trên hình MRI sao ha. Thì cái phần dịch não tủy này nó tín hiệu thấp thì đây là chủ xung T1 nè, tương tự cái này là hình MRI luôn đúng không, đây hình MRI luôn, xương nè, xương sọ nó hiện lên là hai cái đường đen, chính giữa là cái khoang tủy chính giữa đúng không. Rồi phía ngoài là mở dưới da nè, rồi dịch não tủy nó hiện lên tín hiệu cao thì là chủ xung T2 ha.
Mình qua phần tiếp theo là giải phẫu của màng não ha, điềm đại não với về lều tiểu não. Thì màng não của mình sẽ có màng cứng, màng nhện với màng nuôi ha. Mà trên hình ảnh thực tế là mình không có phân biệt được màng nhện với màng nuôi, người ta gom chung, người ta gọi chung là màng mềm á. Này, thì nói về cái màng cứng thì nó sẽ có hai lá, là cái màu xám là cái màng cứng nè. Em thấy không? Cái màu xám này là cái màng cứng ha. Thì cái màng cứng của mình nó sẽ có hai lá, lá ngoài này với lại lá trong. Thì em thấy là khi hai lá này nó chạy, khi mà cái màng cứng nó chạy tới cái vị trí đường giữa, thì hai cái lá trong nó sẽ, hai lá trong của hai bên, bên phải bên trái, nó sẽ sáp nhập lại với nhau, tạo thành cấu trúc là cái điềm đại não của mình ha. Rồi cái hình cái phần cái khoang mà nó tạo bởi giữa hai lá mà nó nằm ngay vị trí đường giữa có hình tam giác, chỗ này chính là cái xoang tĩnh mạch ha. Thì đây vị trí này là xoang tĩnh mạch trục trên. Thì bình thường màng cứng của mình nó sẽ không có hàng rào mạch máu não, nên nên nếu mà mình tiêm thuốc tương phản vô ha, thì chụp CT hoặc chụp MRI nó sẽ có cái kỹ thuật là không không có tiêm thuốc tương phản. Cái thứ hai là bệnh nhân được tiêm thuốc tương phản đường tĩnh mạch, sau đó chụp lại thì mình ra được cái hình có tiêm thuốc. Thì những cái cấu trúc nào mà nó không có hàng rào mạch máu não thì nó bắt thuốc tương phản, hoặc là một cái mô u nó có tăng sinh mạch máu vô thì nó sẽ bắt thuốc tương phản, ví dụ vậy ha. Thì bình thường cái màng cứng của mình nó sẽ bắt thuốc tương phản, nhưng mà nó sẽ mỏng và nó đều đặn ha, nó mỏng và đều đặn. Còn nếu em thấy nó bắt thuốc mà nó bắt dày lên hoặc là không đều thì là bất thường rồi ha. Rồi. Thì cái lá màng cứng, cái màng cứng bình thường nó có thể nó có đóng vôi, cho nên nhiều khi em chụp CT lên em thấy ở cái phần liềm đại não là cái chỗ hai lá trong của màng cứng nó sáp nhập lại với nhau á, thì nó có thể có những cái nốt vôi ngay trên cái liềm đại não là bình thường ha. Hoặc cái trường hợp mà ít gặp hơn là lắng động mỡ, lắng động những cái nốt mỡ ở trên ngay cái liềm đại não cũng là hình ảnh bình thường thôi. Thì để đánh giá được cái, khảo sát được cái màng cứng thì cái hình ảnh MRI nó sẽ cho mình cái hình ảnh đẹp, dễ khảo sát hơn là so với CT. Rồi. Nãy giờ nói liềm đại não ha, thì đây, đây là cái liềm đại não là ngay tại cái vị trí đường giữa luôn. Thì bên đây là bán cầu bên, bán cầu đại não bên phải, bên đây là bán cầu đại não trái ha. Thì cái liềm đại não nó sẽ chia cái phần, cái tầng mà trên lều của mình thành hai cái khoang ha, một khoang chứa bán cầu đại não phải, bên đây là chứa bán cầu đại não trái ha. Thì em thấy bình thường nè, nó làm cái đường mảnh, cái đường đậm độ giống như đậm đậm độ mô mềm nó hiện lên đúng không. Rồi thì nếu có thể mình thấy những cái nốt đậm độ vôi nó đính trên những cái liềm đại não này là bình thường thôi ha. Rồi còn đây là hình MRI với chuỗi xung T2 đúng không, thì nó tụy nó tín hiệu cao nè, này cái liềm đại não làm cái đường tín hiệu thấp ha, mỏng đều nè. Rồi đây là liềm đại não ha. À, nếu liềm đại não mà mình cắt qua mặt cắt Sato, à, mặt cắt Kono chứ ha, mặt cắt đứng ngang á, thì thấy sao? Đây, đây là cái liềm đại não ha. Thì tới chỗ này, chỗ vị trí dưới đây là lều tiểu não là chỗ này. Thì cái liềm đại não này, đây là lều lều tiểu não, thì nó mới chia làm nguyên cái phía trên này là gọi là tầng trên lều, phía dưới là tầng dưới lều ha, dưới lều. Hay nó hố sao gì cũng được ha, tầng trên lều, tầng dưới lều. Còn cái liềm đại não thì nó sẽ chia cái tầng trên lều là một một hai cái khoang, một bên đây là bán cầu đại não bên phải, bên đây là bán cầu đại não bên trái nè ha. Và sẵn hình này nó luôn, thì em nhớ cái lá màng cứng của cái lìa cái màng cứng, hai cái lá của màng cứng nó tách ra, nó ngay tại những cái vị trí nó tạo thành những hình tam giác là những xoang tĩnh mạch đó. Thì đây là xoang tĩnh mạch nè, đây là xoang tĩnh mạch, đây là xoang tĩnh mạch. Còn xoang ghiền lát mình học sau ha. Rồi qua đây là hình MRI tương tự ha, liềm đại não hay lều tiểu não là những cái đường tín hiệu thấp mà nó mảnh nè, em thấy nè, đây liềm đại não, đây lều tiểu não ha. Còn những cái vị trí này cũng tương tự, nó là những cái xoang tĩnh mạch, một lát mình sẽ học về tín hiệu bình thường của nó như thế nào. Hình này chuỗi xung T2 rồi. Còn nếu mà lều tiểu não mình mới thấy trên mặt cắt Kono đó, còn mặt cắt Axo thì nó sẽ là này. Thì khi mà mình quét một lát thì sẽ mở một cái ca CT CT của bệnh nhân luôn á, mở đọc bằng phần mềm đọc phim luôn cho tụi em xem kỹ hơn, cắt từng lát từ trên xuống dưới ha. Còn cái lều tiểu não mà khi cắt đến cái vị trí mà em thấy phía sau này là bán cầu tiểu não nè, thì cái đây là cái vị trí giải phẫu bình thường của lều tiểu não chỗ này, thì nó cũng có thể nó có đóng vôi sinh lý bình thường ở những người lớn tuổi ha. Đây mà cắt gì Sato, thì đây là cái lều tiểu não nó sẽ nằm đây, nên cái phần này là bán cầu đại não nè.
ha. Dưới lều là bán cầu tiểu não nè, đây là hình MRI, đây lều tiểu não nằm đây, cái này là bán cầu đại não, đây là bán cầu tiểu não, đây là thân não ha. Hình này thì nãy chị có nói rồi ha, cách cô nô nãy có chỉ luôn rồi. Đi vô cái phần chính là giải phẫu của bán cầu đại não. Với những cái lát cắt mà ở trên cái vòm não á, trên vòm sọ phía trên á, thì khi mà em cắt ngang trên đó ha, mà cái axio thì mình sẽ gặp được hai cái thùy, đó là thùy trán ở phía trước với lại thùy đỉnh hay thùy đính ở phía sau. Thì hai cái thùy đó nó sẽ được ngăn cách bằng một cái rãnh, thì mình gọi bằng rãnh trung tâm, là cái rãnh này chị đang vẽ nó nè ha, đây là rãnh trung tâm. Thì mình xác định cái rãnh này để mình biết được, ví dụ tổn thương nó nằm từ cái rãnh này trước cái rãnh này thì đó là tổn thương thuộc thùy trán, còn nếu mà tổn thương nó nằm ở phía phần nhu mô não mà sau cái rãnh này thì tổn thương nó thuộc thùy đỉnh ha. Thì cái rãnh này nó có đặc điểm là nó sẽ chạy, em thấy nó chết chết xuống dưới, có nghĩa là càng càng cắt từ trên đi xuống dưới nền sọ đó thì nó sẽ đi xuống dưới và nó đi ra trước nè, nó nằm đây mà khi mình cắt cắt xuống 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 thì nó sẽ chạy ra trước ha, đi xuống dưới thì nó sẽ chạy ra trước, là nó nằm cái hình, nó thường có cái hình dạng này, người ta gọi là hình dạng omega ngược nè, này omega ngược nè, vậy là omega đúng không, ngược thì nó dài, nó quanh ngược xuống dưới này gọi là omega ngược, đây cái hình này gọi hình omega ngược. Và thường em thấy nó ít khi nào nó cắt tới ngay cái vị trí đường giữa này lắm ha. Và có một cái hồi não ngay phía trước cái rãnh này luôn, mình gọi là hồi trước trung tâm, còn cái hồi ở phía sau cái rãnh trung tâm này là hồi sau trung tâm. Thì thường cái bề dày á, thì cái bề dày của cái hồi trước trung tâm nó sẽ dày hơn là cái hồi sau trung tâm ha. Ngoài ra còn có cái rãnh nữa, vị trí này mình gọi là rãnh trán trên. Thì thường cái rãnh trán trên này nó sẽ không có cắt, không có giao với là cái rãnh trung tâm này ha, nó đây tương tự bên bán cầu bên trái này, hồi trước trung tâm này, rãnh trung tâm này, hồi sau trung tâm này, tương tự bên đây hình MRI cũng vậy, nó đây nè em ha. Rồi thì mình xác định, mình nghĩ là đặc điểm này giống là rãnh trung tâm này, mình xem lại coi hồi trước trung tâm này nó dày hơn hồi sau trung tâm này, hợp lý đúng không. Rồi. Rồi cắt thêm một vài lát xuống nữa ha, thì vẫn tiếp tục phía trước là thùy trán, phía sau là thùy đỉnh ha. Thì em sẽ thấy ở từng cái cuộn não nó sẽ có chất trắng với chất xám ha. Thì ở bán cầu đại não mình thì chất xám nó sẽ là cái đường ở nằm ở phía ngoài đúng không, chất trắng nó ở phía trong ha. Thì nếu cái chất trắng mà nằm ngay bên dưới chất xám ở những cái cuộn não thì mình gọi là chất trắng dưới vỏ, còn cái chất trắng mà nằm sâu bên trong này mà khi mà em chưa thấy cái não thất gì xuất hiện hết, chỉ là nhu mô não không á, với những cái lát mà não thất chưa xuất hiện á, thì cái chất trắng sâu bên trong này á thì mình gọi là trung tâm bán bầu dục ha. Tương tự bên đây nè, trung tâm bán bầu dục, đây là chất trắng dưới vỏ ha. Rồi thì em nhìn đây là hình CT ha, thì xét về mặt đậm độ thì chất xám ở ngoài nè nó sẽ có đậm độ cao hơn chất trắng trên hình CT ha. Chất xám đậm độ cao hơn chất trắng, có nghĩa là chất xám nó trắng hơn chất trắng á, đúng không nè, nhìn thấy nó trắng hơn nè, chất xám đậm độ cao hơn chất trắng ha. Rồi còn đây là cái hình MRI với chữ xung T1 ha, chữ xung T1 thì em thấy chất trắng nó hiện lên tín hiệu cao hơn là chất xám ở phía ngoài. Thì ở những người mà lớn tuổi á, thì mình thấy người lớn tuổi sẽ có cái tình trạng là teo não, thì lúc đó những cái cuộn não này nó sẽ có kích thước nhỏ lại ha, mà cái hộp sọ của mình là cái kích thước hộp sọ không thay đổi đúng không. Thì khi những cái cuộn não kích thước nó nhỏ, nó teo lại á, teo những cái cuộn não thì nó sẽ vô tình làm những cái rãnh não nè, những cái rãnh não của mình, nó chứa dịch não tủy nè, những cái rãnh não nó sẽ rộng ra, rồi kèm thêm những não thất nó giãn nữa. Cho nên nếu mà em chụp cái sọ não ở người trẻ, mình so với lại cái hình hình sọ não của người lớn tuổi, thì mình thấy nó sẽ có khác biệt về về cái kích thước cuộn não cũng như cái rãnh não ha. Hoặc là ví dụ những bạn nào có đi nhi đồng á, thì mình thấy những cái hình CT hoặc hình MRI mà chụp ở em bé nhỏ đó, thì mình thấy những bé nhỏ thì cái rãnh não nó còn khó nhìn nữa, những cái đầu nó giống như là toàn não không ha, chụp lên thấy toàn não không, thấy cái rãnh nó hiện rõ lên nhưng nó vẫn là bình thường thôi. Rồi
tiếp tục mình đi, mình vẫn những cái lát cắt ngang axio ha, mà mình đi thấp xuống dưới, thì lúc này em thấy cái phần đậm độ thấp màu đen đen trên hình CT xuất hiện nè, chính là cái não thất. Mà những cái lát đầu tiên não thất nó xuất hiện thì đó chính là cái phần thân của não thất ha. Thì khi mà phần thân não thất nó xuất hiện dày thì cái chất trắng mà nằm sâu á, nằm sâu bên trong, mà khi mà xuất hiện thân não thất rồi á, thì cái chất trắng lúc đó mình gọi là vành tia ha, chứ mình không gọi là trung tâm bán bao dục nữa. Trung tâm bán bao dục là hình này ha, khi vậy thì mình sẽ gọi là vành tia. Đây, vành tia là chỗ này, đây là cái não thất. Trên T1 thì dịch não tủy nó màu đen nè ha. Rồi thì ngoài ra nhìn kỹ ha, nhìn kỹ thì em sẽ thấy giữa cái phần thân não thất này của mình, thân não thất bên á, với lại cái vành tia này, mình thấy có một cái phần nằm chính giữa này mà cái đậm độ của nó tương đương với đậm độ của chất xám trên CT hoặc là tín hiệu nè. Em thấy tín hiệu trên MRI, mình dùng từ tín hiệu ha, tín hiệu nó tương đương với chất xám ở phía ngoài trên hình MRI ha. Thì cái phần cấu trúc chất xám này chính là cái thân nhân đuôi ha, thân nhân đuôi. Đầu nhân đuôi thì nó sẽ nằm thấp hơn, thì nhân đuôi nó cong vờm lên nè, lát mình sẽ học cái đầu nhân đuôi sau. Còn cái này là thân nhân đuôi, cái này là thân nó thất bên, đây là chất trắng vành tia ha. Đi tiếp xuống nữa thì mình sẽ có cái phần chất trắng mà nó nối, cái chất trắng nó nối hai bán cầu đại não với nhau, thì gọi là thể chai. Thì phía trước là gối thể chai, phía sau là lồi thể chai. Nó sẽ còn cái phần thân thể chai nữa, thì nó giống như là cái thân não thất hoặc là cái thân nhân đuôi, nó sẽ cong cong vòm lên này, cho nên em sẽ gặp cái thân thể chai là những lát cắt cao trên, cũng là phần chất trắng nối hai cái bán cầu đại não với nhau ha. Rồi rồi đi thấp xuống chút xíu nữa thì mình sẽ đến một cái lát cắt mà nó có xuất hiện những cái nhân xám nè, những cái nhân xám trung ương ha, nhân xám trung tâm cũng được. Rồi thì tiếp tục nãy cái chất trắng chị đã nói rồi, cái này là gối thể chai đúng không, cái này là lồi thể chai. Thì những cái lát cắt mà mình thấy được những cái nhân xám trung ương này á, thì mình vẫn thấy được một cái phần chất trắng luôn, nó nằm xen giữa những cái nhân xám này ha. Thì cái chất trắng này là mình gọi là bao trong, thì nó sẽ gồm có phần chi trước bao trong, chi sau bao trong, với lại gối bao trong. Ở chỗ này là cái chỗ giống như nó hình chữ V nằm ngang ha. Đây, cái cạnh phía trước này là chi trước, này là chi sau, với cái đỉnh của chữ V, hoặc là có nhiều người kêu bằng giống hình bumerang cũng được ha. Thì cái đỉnh này thì mình sẽ gọi là gối của bao trong ha. Ngoài ra còn có một cái phần chất trắng nằm rìa phía ngoài này, mình gọi là bao ngoài nè, mà ngay ở phía ngoài của bao ngoài nữa chính là cái phần tùy đảo của mình ha. Thì đây là bao trong, đây là bao ngoài. Và hồi nãy chị có nói một cái rãnh trung tâm rồi ha, giờ mình nói tiếp một cái rãnh nữa, đó chính là rãnh bên ha, hay còn gọi là rãnh sivus cũng được. Thì cái rãnh sivus nó sẽ ngăn chia ra, phía trên nó là thùy trán với thùy đỉnh, còn ở phía dưới nó là thùy thái dương ha. Cho nên khi mà em thấy cái rãnh này nè, cái rãnh này gọi là rãnh bên hay rãnh sivus cũng được, đây trên hình CT này nó đây. Thì khi mà nó xuất hiện thì cái phần bên đây của mình là cái phần thùy thái dương nè, thùy thái dương nè ha. Phía trước này là vẫn tiếp tục là thùy trán, và những lát cắt sau cao xuống thấp ở phía dưới này rồi thì cái phần nhu mô não phía sau của mình là thùy chẩm ha, thùy chẩm, thùy trán, thùy thái dương ha. Đây là cái rãnh bên hay còn gọi là rãnh sivus. Thì trong cái rãnh này nó có chứa dịch não tủy, và em thấy có những cái chấm đen đen này là cái mạch máu não, một lát nói mạch máu cái gì ha. Rồi, ngoài ra còn cái rãnh mình cũng nên quan tâm, đó là rãnh đỉnh chẩm ha. Rãnh đỉnh chẩm nó sẽ nằm giữa thùy đỉnh trên mặt các sa tô nè, nó nằm giữa thùy đỉnh và thùy chẩm ở chỗ này là rãnh đỉnh chẩm. Mà nhiều khi mình khó định vị trên mặt các thì mình có thể dùng những cái công cụ mình xem nó trên sa tô, rồi mình chiếu ở bên đây để mình tìm nó dễ hơn ha. Thì đây là cái thùy chẩm nè, đây là thùy thái dương nè, đây là thùy trán nè. Còn ở ở cạnh cạnh bên cái rãnh sivus đó, mà phía ngoài bao ngoài là thùy đảo ha. Đây, trước là thùy trán nè em ha, chỗ này là thùy thái dương ha, phía sau này là thùy chẩm ha. Rồi thì mình có cái chất trắng này nói rồi đúng không, thể chai, cái phần nào của thể chai nãy chị nói rồi.
rồi tới bao trong bao ngoài. Rồi giờ mình sẽ nói về những cái nhân xám bên trong. Thì cái phần nhân xám cái đầu tiên em thấy phía trước này chính là đầu nhân đuôi ha, đầu nhân đuôi. Cái này là nhân bèo, phía sau này là đồi thị. Đầu nhân đuôi, nhân bèo, đồi thị. Còn thân nhân đuôi là mình đã thấy ngay cái phần thân não thất ở phía trên, những lá chân cao trên rồi ha. Rồi bao ngoài đây, bao ngoài đây là thùy đảo, ngoài thùy đảo nữa sẽ là rãnh Seyfert, ngoài nữa là thùy Thái Dương ha. Rồi đây lặp lại thôi ha. Đây là hình MRI đúng không, mặt các cô nô chủ xung T2, dịch nó tủy, nó tín hiệu cao nè, thì mình sẽ thấy được cái cấu trúc. Đây là cái hải mã ha, thì phía ngoài đây, phía ngoài nó là cái sừng thái dương của não thất bên ha, và phía dưới đây là cái hòa cạnh hải mã nè. Thì thường cái mặt cắt, những cái trường hợp, những cái bệnh lý mà mình đang muốn khảo sát về cái hải mã thì mình sẽ chụp hình MRI ha, và mình sẽ dựng cái mặt cắt cô nô lên, mình sẽ đánh giá được hình dạng tín hiệu của cái hải mã hai bên, xem coi bệnh nhân này có bị giảm thể tích của cái hải mã bên nào, hoặc là bất thường tín hiệu gì không ha. Thì mình sẽ coi trên mặt cắt cô nô nó dễ dàng cho mình nhìn hơn. Rồi tiếp tục mình sẽ đến cái tầng dưới lèo ha. Tầng dưới lèo thì sẽ có bán cầu tiểu não đúng không, bán cầu tiểu não hai bên nè, bán cầu tiểu não đây trên hình MRI ha. Bán cầu tiểu não phía trước nó là thân não, đây là bán cầu tiểu não. Rồi chính giữa là thùy nhộng ha. Phần phía trước này là phần thùy thái dương, đây cái thùy thái dương của cái bán cầu đại não của mình đó ha, đây thùy thái dương. Rồi thì tụi em sẽ thấy được là cái bán cầu tiểu não của mình nó sẽ nối với phần thân não, nó liên kết với nhau, nó cái phần nối bằng ba cái cuốn tiểu não, cuốn tiểu não trên, cuốn tiểu não giữa với lại cuốn tiểu não dưới ha. Thì trong ba cái cuốn tiểu não đó thì chỉ có cái cuốn tiểu não giữa là kích thước nó to, nó dễ nhìn nè, nó to đùng gì nè ha. Đây là cái cuốn tiểu não giữa nè, nó sẽ nối giữa cái cầu não và cái phía trước và cái bán cầu tiểu não phía sau ha. Thì cái cấu trúc này là cuốn tiểu não giữa, và một lát khi mà mở cái ca chị sẽ chỉ cho tụi em xem cuốn tiểu não trên luôn ha, trên dưới luôn ha. Giờ mình sẽ đi qua cái mới mới vừa coi xong hình của bán cầu tiểu não, thì mình sẽ đến cái phần thân não. Thì cái này mình đã nói qua rồi một lần ở trong cái phần nội tiết ha, module nội tiết rồi đúng không. Thì cái phần thân não mà cái đầu tiên của cái phần trên trên cao hết của cái thân não đó là cuốn não ha, thì có hình chữ V đây. À, phía sau nó thì là một cái cấu trúc mình nên chứa dịch não tủy là cống não thôi. Cái hình chữ V này là cuốn não ha. Ngay phía trước cuốn não là bể gì? Cái bể chứa dịch não tủy nè. Bể trên yên đúng không? Rồi. Rồi đi những cái lát cắt thấp xuống nữa thì nó không hình chữ V nữa mà nó hình tròn giống vậy. Thì mình gọi là cầu não. Đây ha, cầu não. Rồi xuống thấp nữa thì sẽ là hành não. Rồi, thì khi mình dựng mặt cắt Sato lên ha, thì em sẽ thấy ba cái cấu trúc nó sẽ hiện lên trên cái mặt cắt Sato này. Phía trên là cuốn não nè, cầu não nè, hành não nè. Thì cái hình này để cho cũng cũng để cho em thấy được là cái vùng hố sau này là cái điểm yếu của CT nè, do xung quanh nó có rất là nhiều xương. Phía trước này là có xương bướm ha, cũng nè xương mảnh vuông ha, và phía sau là xương chẵn nè. Rồi, em thấy rất là nhiều xương cho nên nó tạo ảnh giả, nó làm cho cái những cái cấu trúc nằm bên trong hố sau này hình ảnh nó không có rõ ràng ha, rồi có nhiều cái đường sọc ảnh giả nữa, trong khi MRI nó sẽ ưu thế hơn, khảo sát rõ ràng hơn, không có bị ảnh giả như hình CT ha. Rồi phần tiếp theo là sẽ nói về não thất với lại đám rối mạch mạc. Thì cái ở cái bài giải phẫu tụi em đã học rồi đúng không, trong cái bộ môn giải phẫu dạy rồi. Não thất thì mình có não thất bên, não thất bên hai bên đúng không. Não thất bên sẽ có sừng tráng, sừng thái dương, rồi sừng chẵn ha. Rồi cái màu tím này chính là não thất ba. Thì não thất bên nó sẽ thông thương với não thất ba qua hai cái lỗ mình gọi là lỗ Monroe ha, hoặc là em gọi ngã ba não thất, thì là nằm tại chỗ này là cái lỗ Monroe, nó sẽ thông não thất bên với lại não thất ba. Rồi đi xuống này sẽ là cống não, rồi đến cái màu xanh này chính là não thất tư ha. Thì trên hình này có những cái chấm hình bầu dục á, màu cam cam, thì đó là những cái vị trí mà có thể có cái đám rối mạch mạc ha. Nó sẽ ở cái phần thân não thất bên nè, ở não thất ba nè, sừng thái dương nè,
hoặc nằm trong não thứ tư ha. Thì những cái đám rối mạch mạc này á, thì trên hình nó sẽ trên hình CT thì nó sẽ hiện lên là màu xám xám là đậm độ của mô mềm á. Còn trên MRI thì nó sẽ cũng vậy, cũng tín hiệu, lát tới hình chị sẽ chỉ ha, là cái đám rối mạch mạc bình thường. Có thể nó có những cái nút vôi trên nó là bình thường ha, nó không phải bất thường gì hết. Và mình lưu ý là nếu mà ngay tại những cái vị trí có đám rối mạch mạc mà em thấy có nút vôi, mình biết được à đó là cái đám vôi bình thường sinh lý của cái đám rối mạch mạc thôi. Còn nếu mà tại những cái vị trí mà ví dụ như sừng trán này đi, là không phải cái vị trí mà có đám rối mạch mạc nó nằm, mà nếu mà mình thấy một cái cấu trúc có đậm độ mô mềm nó nằm đây ha, và có thể kèm vôi gì bên trong gì đó, thì đều là bất thường hết ha. Mình sẽ coi hình. Rồi, những cái lát cắt trên cao thì chị có nói rồi. Mình sẽ thấy là thân nằm hất bên ha, thân nằm hất bên trái, thân nằm bên phải trên hình CT nè, và em MRI nè. Và em thấy là bên trong á, mình sẽ thấy như ví dụ này là hình MRI với chủ xung T2 ha, mình thấy bên trong nó có một cái cấu trúc có cái tín hiệu thấp ha, nằm bên trong cái não hất bên nè. Thì đây là cái hình ảnh của đám rối mạch mạc nè, ở trong thân não thất nè. Rồi, đây cũng vậy ha, đây nè, hình CT nè. Và em thấy ở cái phần sau của đám rối mạch mạc nè, mình thấy có cái nốt đậm độ cao của vôi nè, đậm độ này đậm vôi nè ha. Thì đây là đám vôi bình thường của đám rối mạch mạc thôi. Rồi, đây cũng vậy, đây là cái nốt này, nốt vôi ha, của cái đám rối mạch mạc á. Rồi, thì những cái lát cắt thấp xuống dưới thì mình thấy não thất nó sẽ có những cái sừng đúng không? Đi ra hướng về phía thùy trán nè, là sừng trán. Và cái sừng mà đi hướng như cái phía thùy chẵn là sừng chẵn, nó hất bên tương tự nè ha, sừng trán nè, sừng chẵn nè ha. Rồi đi xuống thấp xuống dưới nữa ha, thấp xuống dưới nữa thì cái này là thùy trán nè, đây là thùy thái dương nè, còn cái này là bán cầu tiểu não đúng không, đây là cầu não. Thì cái sừng thái dương nó sẽ nằm ở trong cái phần thùy thái dương nè, sừng thái dương nó hất bên, nó là hai cái cấu trúc nhỏ nhỏ này nè, làm độ thấp này, cái dịch não tủy nè ha, nằm ở trong cái thùy thái dương, những cái lát cắt thấp ở dưới thì bình thường nó chỉ khoảng tầm từ 2 đến 3 mm thôi. Đây trên hình MRI nè, chủ xung T2 thì em thấy dịch não tủy nó sẽ là màu trắng đúng không, chiều cao. Thì đây là cái sừng thái dương của nó bên hai bên nè ha, bình thường nó nhỏ giống vậy. Thì khi mà bệnh nhân có một cái tình trạng não thủy cấp tính thì cái sừng thái dương là cái vị trí mà nó sẽ giãn ra, nó giãn ra đầu tiên trong các cái sừng, thì cái sừng thái dương nó sẽ giãn trước ha. Rồi. Còn cái não thất nãy giờ chưa nói là cái não thất ba. Thì cái não thất ba thì mình sẽ coi ngay cái tại cái vị trí đường giữa em. Đây, vị trí đường giữa có một cái cấu trúc não thất này là não thất ba. Thì não thất ba này nó sẽ thông thương với lại cái não thất bên này, là sừng trán não thất bên ha, bên bên trái nè, ở bên phải nè. Thì nó sẽ thông thương qua cái chỗ này, cái đôi chỗ này nè, ngay chỗ cái laser pointer chị đang để nè. Thì cái vị trí ngay tại chỗ này mình gọi là cái lỗ Monroe, là cái chỗ mà não thất nó sẽ thông thương từ não thất bên qua não thất ba chỗ này đây ha, gọi là lỗ Monroe ha. Cho nên cái chỗ này mình sẽ gọi là cái chỗ ngã ba não thất nè. Rồi khi mà mình dựng mặt cắt cono lên thì đây cũng là não thất bên hai bên ha, chính giữa là não thất ba, hình em ra nó đẹp hơn nè ha, não thất bên, não thất bên, não thất ba. Rồi xuống cái tầng dưới lèo thì em thấy não thất tư nó sẽ nằm giữa cái phía trước là cầu não, phía sau là bán cầu tiểu não nè, đây não thất tư ha, não thất tư. À, coi như mình đã đi xong cái phần não thất, mình coi lại nó trên mặt cắt Sato ha. Đây não thất tư nè, phía trước là cầu não nè, phía sau là bán cầu tiểu não nè. Và em thấy đây là cái sọc mà đậm độ thấp mà đen đen này chính là cái ảnh giả của cái vùng hố sau do xương nè. Cho nên nếu mà có cái tổn thương chỗ này có thể mình sẽ bỏ sót ha, hoặc mình đọc lầm cái phần đậm độ thấp hay là tổn thương ha. Cho nên khi mà đọc CT đến cái vùng hố sau thật sự cẩn thận, ảnh giả chỗ này rất là nhiều ha, trong khi MRI nó sẽ độ phân giải nó đẹp hơn, nó không có ảnh giả như vậy ha. Đây thì não hất tư đây, đây não hất tư đây ha, thì phía trên nó là cống não phía trên này, đây cống não phía trên này ha. Rồi về cái bể não thì mình có nhiều bể, nhưng mà với tụi em thì nắm hai cái bể là bể trên yên với bể quanh của não sinh tư. Thì cái này đã nói rồi ở cái bài module nội tiết rồi nên chị khỏi nhắc lại ha. Bể trên yên có hình ngôi sao 5 hoặc 6 cái góc nhọn ra ha. Rồi còn đây là cái cuốn não, thì phía sau nó của não sinh tư đúng không, thì cái bể não phía sau nữa thì mình gọi là cái bể quanh của não sinh tư, là nó có hình mặt cười nè ha. Đây
nhiều trường hợp mà tổn thương não, ví dụ như bệnh nhân có một cái khối máu tụ rất là lớn ở cái tầng trên lèo á, thì có thể nó đẩy cái nhu mô não, đẩy cái mỏm móc tùy thái dương của mình nó chui xuống dưới này, nó chui xuống dưới rồi khi nó sẽ biến dạng những cái bể não, biến dạng bể trinh yên, biến dạng cái bể bên của não sinh tư này, thì nhiều khi mình thấy cái mặt cười nó thành mặt méo luôn hoặc là không thấy cười nổi nữa ha. Thì nó cũng là một trong những dấu hiệu mình phải lưu ý khi mà mình đọc cái sọ não ha. Tiếp tục là mình đến cái phần giải phẫu những cái động mạch ha, động mạch ở trong sọ não của mình, trong sọ của mình. Thì cái động mạch não thì mình sẽ chia làm hai cái hệ tuần hoàn, hai cái vòng tuần hoàn, cái vòng tuần hoàn trước và cái vòng tuần hoàn sau ha. Cái vòng tuần hoàn trước thì nó sẽ bắt đầu từ cái động mạch cảnh trong, thì động mạch cảnh trong thì nó sẽ từ động mạch cảnh chung đúng không, chia ra động mạch cảnh trong từ động mạch cảnh ngoài, thì cái động mạch cảnh trong nó sẽ đi lên trên, nó vào trong, nó cấp máu cho não ha. Thì động mạch cảnh trong nó đi lên, sau đó nó sẽ chia ra ha, chia ra một cái nhánh gọi là động mạch não trước, là cái nhánh này em ha, động mạch não trước nó sẽ chạy chạy về phía trong hướng nha, nghe nó chạy trong cái chạy từ đây, từ chỗ xuất phát của nó chạy đi vào trong đường giữa đó, nó đi vào trong cái rãnh liên bán cầu, thì đây là cái động mạch não trước ha. Thì hai cái động mạch não trước hai bên nó sẽ được nối với nhau bằng một cái nhánh động mạch ngắn, mình gọi là cái động mạch thông trước ha. Thì động mạch não trước bên trái nè, thì động mạch thông trước ha. Thì ngoài ra cái động mạch cảnh trong nó sẽ còn cho một cái nhánh tận lớn nữa, đó là động mạch não giữa. Thì động mạch não giữa nó sẽ chạy chạy tiếp, nó chạy ra hai bên phía thái dương của mình đó, nó chạy vào trong cái rãnh bên nó xi bút của mình đó. Đó thì là hai cái động mạch não giữa ha. Ngoài ra cái vòng tuần hoàn trước nó còn có hai cái nhánh nữa, đây là hai cái nhánh này thì mình gọi là động mạch thông sau. Thì chính cái động mạch thông sau này là cái nhánh mạch động mạch mà nó sẽ là cái chỗ nối giữa cái vòng tuần hoàn trước và cái vòng tuần hoàn sau ha. Rồi qua cái vòng tuần hoàn sau thì máu nó sẽ bắt nguồn, nó sẽ được cấp máu từ cái nhánh này gọi là động mạch đốt sống ha, động mạch đốt sống. Thì động mạch đốt sống hai bên nó sẽ hợp với nhau lại thành tạo thành một cái động mạch gọi là động mạch thân nền. Thì cái động mạch thân nền này nó sẽ nằm ở ngay cái mặt trước của cầu não ha, động mạch thân nền. Rồi động mạch thân nền nó sẽ lên, nó sẽ chia ra hai nhánh là động mạch não sau ha, động mạch não sau. Cho nên mình sẽ có động mạch não trước, động mạch não giữa thuộc vòng tuần hoàn trước, động mạch não sau là thuộc vòng tuần hoàn sau. Hai cái vòng tuần hoàn này nó thông nối với nhau qua qua cái nhánh động mạch thông sau này ha. Rồi chẳng hạn như còn bên phải với bên trái thì em thấy chẳng hạn đối với vòng tuần hoàn trước thì nó sẽ thông nhau qua cái nhánh động mạch thông trước này ha. Ngoài ra thì những cái nhánh vỏ não, những cái nhánh mình đi ra nông cung cấp những cái bề mặt vỏ não của những cái nhánh động mạch não trước, não giữa, não sau, nó cũng sẽ có những cái thông nối với nhau ha. Rồi thì cái vòng tuần hoàn sau ha, nhắc lại là nó có động mạch đốt sống, động mạch thông nền, động mạch não sau. Thì ngoài ra nó còn có ba cái động mạch tiểu não nữa, động mạch tiểu não trên, động mạch tiểu não trước dưới với động mạch tiểu não sau dưới ha. Thì cái này tụi em biết qua thôi chứ chị không có nói nhiều ở trong cái phần này sẽ làm tụi em rối. Rồi đây là cái hình một cái cây mạch máu não, động mạch não mà đã được dựng hình lên ha, xóa những cái khác rồi nó chỉ hiện hình cái động mạch não lên thôi ha. Thì cái màu đỏ này em thấy cái phần tô màu đỏ này chính là động mạch cảnh trong nè, động mạch cảnh trong nó sẽ đi từ dưới phần cảnh chung ở dưới cổ ha, đi lên động mạch cảnh trong nó sẽ đi lên trên não, nó cấp máu cho não nè. Rồi tiếp tục cái này là hai cái nhánh ha, là động mạch não trước bên phải, động mạch não trước bên trái. Rồi thì hai cái động mạch não trước nó sẽ chạy vô, nó chạy trong cái rãnh liên bán cầu của mình mà nó được thông nhau bởi động mạch thông trước. Rồi tiếp tục có hai nhánh đi ra ngoài thái dương hai bên đi trong cái rãnh sivus chạy ra cấp máu cho cái bề mặt thái dương hai bên đó, thì nó là động mạch não giữa ha. Rồi còn đây là vòng tuần hoàn sau, bắt đầu từ động mạch đốt sống lên động mạch thân nền ha, hợp lại á, sau động mạch thân nền nó sẽ chia làm hai động mạch não sau. Rồi thì cái mỗi nhánh động mạch nó sẽ cấp máu cho những cái vùng não nhất định ha, hoặc là những cái cấu trúc riêng biệt với nhau ha. Rồi cái hình này thì để cho mình thấy được cái vùng cấp máu mà trên bề mặt vỏ não thôi ha,
chị không có đưa nhiều những cái cấu trúc sâu bên trong, ví dụ như đầu nhân đuôi là được cấp máu từ cái gì, nhân bèo từ cái gì, bao trong từ gì, rồi thị đường gì, thì cái đó thì sau này nếu tụi em có học sâu về thần kinh hoặc là học sâu về chấn thương hình ảnh thì mình sẽ nói nhiều hơn. Hình này chỉ em minh họa sơ sơ khởi cho tụi em thấy được cái những cái vùng cấp máu riêng biệt của những cái nhánh mạch máu mà mình mới vừa học thôi. Thì cái màu vàng này là cái vùng được cấp máu bởi động mạch não trước, hay vì động mạch não trước nó chạy chạy từ cái động mạch cảnh trong, thì động mạch não trước nó sẽ chạy đi vô trong cái chạy trong cái rãnh liên máng cầu của mình, cho nên nó sẽ cấp máu cho cái phần nhu mô não, cái hành lang mà cạnh bên đường giữa đó ha. Là cái màu vàng là của động mạch não trước, cái màu đỏ là của động mạch não giữa. Thì cái động mạch não giữa nó từ động mạch cảnh trong nó chạy trong cái rãnh bên rãnh sivus, xong nó đi ra cấp máu cho, giống như mình lấy hai cái tay mình ôm hai bên cái thái dương của mình đó, thì là cái vùng cấp máu của động mạch não giữa ha. Còn màu xanh này là vùng cấp máu của động mạch não sau, thì là đây cái hình minh họa cái phần bề mặt vỏ não thôi ha. Còn nếu học kỹ thì mình sẽ học về chẳng hạn như thể chai, thì em thấy nó cũng sẽ được chia ra bởi 2/3 trước là của động mạch não trước, còn 1/3 sau là của động mạch não sau, ví dụ ha. Rồi rồi thị là từ cái gì, nhưng bèo là từ cái gì, thì sau này tụi em học sau ha. Thì cái hình này là cái hình minh họa cho mình thấy là bệnh nhân này là bệnh nhân bị đột quỵ ha. Thì cái hình mạch máu em thấy tái tạo lên này, mình thấy hai bên, bên đây là bên tay phải, bệnh nhân bên đây là tay trái, thì mình thấy nó bất thường đúng không? Mũi tên chỉ nè, bên tay trái nè, nó mất một cái nhánh này rồi. Thì cái nhánh này là nhánh động mạch não giữa bên trái ha, thì tương ứng tổn thương đây, vì nó bị tắc tắc cái động mạch não giữa bên trái nên nó tổn thương cái phần nhu mô não mà nằm trong cái vùng túi máu của cái động mạch não giữa bên trái ha. Rồi đến cái phần xoang tĩnh mạch ha, xoang tĩnh mạch đây, đây là cái hình vẽ cho mình thấy những cái xoang tĩnh mạch ở trong não của mình. Thì cái màu trắng trắng này, cái màu trắng trắng xám xám đây chính là cái liềm đại não ha. Liềm đại não thì ngay phía trên nó có cái xoang tĩnh mạch khá lớn, đây chính là xoang dọc trên ha, xoang tĩnh mạch dọc trên, nó là xoang tĩnh mạch dọc dưới ha. Còn vị trí này là xoang thẳng, rồi sau đó mình sẽ có xoang ngang, rồi xoang xích ma, rồi một lát mình sẽ đi tới cái phần này là tĩnh mạch cảnh đúng không? Thì cái chỗ mà các xoang nó gặp nhau chỗ này mình gọi là hội lưu xoang ha, còn chỗ này là tĩnh mạch Galen. Và chị sẽ nói về cái hình ảnh của xoang tĩnh mạch trên CT ha. Đây là hình CT xương trắng xóa nè ha. Đây là liềm đại não. Liềm đại não thì em quay lại cái hình hồi nãy ha. Thì khi mà mình cắt ngang axio ha, cắt ngang thì em thấy cái xoang tĩnh mạch dọc trên của mình nó sẽ hiện lên cái mặt cắt axio đó bằng hai cái chấm ha, hai cái tổng phần thôi. Cái phần trước với cái phần sau. Đây, tương ứng này phần trước của nó nè, với phần sau hai cái hình tam giác nè ha. Phía trước nó hơi nhỏ hơn phía sau đúng không? Thì bình thường cái xoang tĩnh mạch nó sẽ có đậm độ cao nhẹ hơn chất xám là bình thường ha, bình thường nó vậy. Đây là cái xoang dọc trên, phần sau, phần trước của nó trên CT nó sẽ có đậm độ cao cao nhẹ nhẹ hơn so với cái chất xám vỏ não. Nếu mà em thấy đậm độ nó thấp hơn hoặc đậm độ nó cao nhiều hơn thì có thể là, ví dụ như cao nhiều hơn là bất thường á, thì cao nhiều hơn có thể là bệnh nhân này có một cái huyết khối của xoang tĩnh mạch dọc trên, thì nó làm cho cái xoang nó đậm độ nó hiện lên cao hơn cái chất xám vỏ não. Tương tự động mạch não cũng vậy ha, ví dụ động mạch mà mình hay bị tắc cái nhồi máu não ở động mạch não giữa thì đậm độ động mạch bình thường nó cũng sẽ cao nhẹ hơn cái chất xám vỏ não. Nếu mà mình thấy đậm 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 độ động mạch não giữa, tự nhiên trên hình bệnh nhân bệnh cảnh đột quỵ vô mà thấy động mạch đó đậm độ nó trắng lên, nó cao thiệt là cao lên, thì mình sẽ nó sẽ gợi ý cho mình là à, bệnh nhân đó có thể có huyết khối động mạch não giữa gây tắc cái tại vị trí đó, rồi gây nhồi máu vào nhu mô não, cái vùng cung cấp máu của nó ha. Rồi còn trên hình CT, trên hình MRI thì sao? MRI thì cái động mạch cũng như các xoang tĩnh mạch thì nó sẽ có tín hiệu thấp, nó sẽ đen thui giống vậy ha, trên cả chuỗi xung T1 lẫn chuỗi xung T2 luôn, thì là bình thường. Đây là cái phần sau của xoang tĩnh mạch chụp trên nè, cái này là phần trước nè ha, là bình thường nó sẽ tín hiệu thấp như vậy. Hoặc là em thấy trên bề mặt vỏ não có những cái nhánh mạch máu nhỏ, những cái chấm đen đen này là những cái mạch máu chạy trên bề mặt vỏ não nè, thì bình thường nó cũng phải tín hiệu thấp như vậy.
trên cả T1, T2 luôn ha. Đây, với mặt cắt cono thì mình thấy đây, phân tính mặt chụp trên ha, bình thường tín hiệu thấp nè. Đây cũng vậy, phân ngang ha, tín hiệu thấp như vậy là bình thường. Còn đây là cái hình hình cái sơn tĩnh mạch dựng lên ha, và sao tô màu là cho tụi em dễ tương tự như cái hình cây động mạch hồi nãy thôi. Thì cái này dễ thì tụi em có thể về tương ứng với cái hình vẽ ban đầu á, mình định ra được ha. Sơn ngang rồi sơn sigma rồi tĩnh mạch cảnh trong, nhà sơn thẳng rồi ga len ha, rồi lưu xoang. Rồi tương tự những cái hình này tụi em có thể về xem được. Thì dựng lên xong mình sẽ xoay nó đi để mình nhìn các góc độ ha. Rồi. Thì khi mình cầm một cái hình cái phim của bệnh nhân thì mình sẽ xem này là CT MRI, nhìn vô thì thấy xương nó trắng xóa như vậy là mình CT rồi ha, mình CT và chị đã mở sẵn hai cái cửa sổ rồi. Đây mình nhìn vô thấy được nhu não, còn bên đây thì không thấy xương, không thì đây là cửa sổ xương, bên đây là cửa sổ nhu mô ha. Rồi đi từ trên xuống dưới, đi từ trên xuống dưới ha, thì em thấy nè, đây là cái giải phẫu này là cái gì, tổng độ cao nhẹ hơn cái phần chất xám vỏ não nè, mà lúc đầu trên thì mình thấy nó dạng một đường, rồi sau đó đi xuống nó có hình tam giác ở phía sau và hình tam giác ở phía trước là xoang tĩnh mạch dọc trên ha. Xoang tĩnh mạch dọc trên tổng độ nó sẽ cao nhẹ hơn cái phần chất xám vỏ não bên trong ha. Rồi mình sẽ đi xuống, xuống đây xoang tĩnh mạch dọc trên nè, cái mà mình mới vừa học á ha. Đây xoang tĩnh mạch dọc trên phần trước phần sau thì bình thường nó là đậm độ nó sẽ cao nhẹ hơn như vậy ha. Rồi nè, anh nhìn một cái ca ha, cái cụ não nè, cái phần chất xám ở bên ngoài đậm độ nó cao hơn chất trắng ở bên trong. Người bình thường của mình á, mình mở cửa sổ đúng á, thì mình thấy là cái chất trắng với chất xám nó phải phân biệt như vậy. Còn nếu mà ví dụ một cái tổn thương như nhồi máu não thì nó sẽ gây cái phần nhu mô não chỗ đó nó ra bị phù lên, nó tổn thương rồi, thì lúc đó có thể là cái chất trắng với chất xám nó không phân biệt rõ được ha. Còn nếu người bình thường thì mình phải phân biệt được cái chất trắng với cái chất xám, phân biệt được như vậy trên cái cửa sổ nhu mô não này. Rồi mình đi xuống từ 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 xuống ha, thì em sẽ thấy có một cái rãnh não nè, hình omega ngược nè, đây ha, thì đó là rãnh trung tâm, cho nên cái phần nhu mô não từ đây từ từ cái rãnh đi ra phía trước là thùy trán, phía sau là thùy đỉnh ha. Rồi đi tiếp, cứ cứ mình lần theo cái rãnh đó nè, đây tiếp thì nó vẫn đây vẫn là thùy trán, phía sau này là thùy đỉnh ha, cái rãnh này cũng còn tiếp đây, thì trước là trán sau là đỉnh, cứ như vậy mà mình làm tới ha, trước là trán sau là đỉnh. Còn chất trắng mà ở ngay tại những cái cụm não này thì mình gọi là chất trắng dưới vỏ, còn đây là trung tâm bán bầu dục ha. Rồi đi xuống từ từ, khi mà não thất nó xuất hiện thì cái phần đầu tiên của não thất xuất hiện chính là cái thân của não thất bên ha. Rồi bây giờ thì chị sẽ dựng một cái hình mặt cắt sao tô cho tụi em dễ theo dõi ha. Đây thì đây là chị đọc một cái hình CT của bệnh nhân mà đọc bằng cái phần mềm, thì có nhiều phần mềm đọc phim lắm, thì đây là một trong các phần mềm mà mình dùng để đọc phim. Thì có một cái thanh định vị nè, em thấy không, thanh định vị này chị cắt cái lát, cắt axo này nó chạy, nó đi từng lát thì cái mình định vị qua sa tô thì em sẽ biết được chị đang cắt từ vòm sọ này đúng không, chị đang đi xuống từ 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 nè, đi ngược lên nè, thì cái thanh định vị nó sẽ giúp mình dễ theo dõi hơn, nhưng mà mình chưa quen ha. À, thì cắt từ 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 xuống thì cái đầu tiên nè, đúng không? Cái đầu tiên của não thất mà nó xuất hiện ra là thân của não thất đúng không? Thì lúc đó chất trắng ở bên trong này mình gọi là vành tia, và nó có cái phần chất xám này chính là thân của nhân đuôi đúng không? Rồi, đi từ 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 xuống một lát sẽ xuất hiện đầu nhân đuôi nè, nhân bèo nè, đồi thị nè, và nó có cái chữ V, đậm độ của chất trắng nằm xen giữa ba cái cấu trúc chất xám này là chia trước bao trong, gối bao trong, chi sau bao trong ha. Rồi nó sẽ có cái bao ngoài nằm phía ngoài này, nhưng mà nó sẽ khó nhìn tại vì nó nhỏ nên nó không có dễ nhìn, lát qua em ra em sẽ thấy là sẽ dễ dàng hơn ha. Và khi xuống này em thấy có một cái rãnh não bắt đầu nó xuất hiện chỗ này, chính là rãnh bên hay còn gọi là rãnh si vuốt nè ha. Đây bây giờ chị sẽ định vị cái rãnh này ha, đây em thấy không, trên mặt cắt sa tô đó thì đây chính là cái rãnh si vuốt của mình ha, rãnh bên. Thì phía nhu mô não phía trên này là gồm có thùy trán với thùy đỉnh, thì trán ở phía trước, đỉnh ở phía sau, nó sẽ ngăn cách nhau bởi rãnh trung tâm, và phía dưới của cái rãnh bên này chính là cái thùy thái dương nè ha, phần nhu mô não này là thùy thái dương. Thì em thấy là lúc mà rãnh bên xuất hiện thì cái phần nhu mô não chỗ này nè
Đây là thùy thái dương nè, đó, thùy thái dương đó, thấy không? Thùy thái dương, phía dưới rãnh bên là thùy thái dương nè, phía sau này sẽ là thùy chẩm, thùy chẩm ha. Rồi vậy thì mình sẽ đi tiếp xuống cái, đây nói tới nhu não mình sẽ đi xuống tiếp cái tầng tầng dưới lèo ha, chị định vị lại. Rồi đây xuống xuống ha, từ từ đến tầng dưới lèo nè, em thấy không nè, cái đây là cái lèo tiểu não đúng không, cái lèo tiểu não thì đây là bán cầu đại não, còn cái cấu trúc này chính là bán cầu tiểu não nè. Thì đây ha, thì khi mà mình đi từ trên xuống dưới nhìn nè ha, từ trên xuống dưới đây đây bắt đầu sẽ có một cái lèo tiểu não nó xuất hiện nè, đây lèo tiểu não ha, đây hình cái chữ V này ha, đây là cái lèo tiểu não. Thì cái phần nhu não nó xuất hiện từ từ, lúc đầu là phần nhỏ xong nó to ra, thì đó chính là bán cầu tiểu não ha, bán cầu tiểu não. Và em thấy nè, hố sau nè rất là nhiều ảnh giả đúng không, nó làm cho mình cảm thấy cái hình nó mờ mờ nhẹ nhẹ nè, không có rõ ràng nè, những cái sọc này là ảnh giả hết, cũng nhược điểm của CT đây không, đây những cái sọc sọc này là ảnh giả. Rồi phía trước của cái bán cầu tiểu não là thân não đúng không, chữ V này là cuốn não, đi xuống tròn ra là cầu não, đi xuống nữa là hành não ha. Rồi não, rồi còn về não thất, não thất là đầu tiên là thân não thất bên nè, em đi xuống từ từ em sẽ thấy não thất nó sẽ chia ra cái sừng trán đi ra phía trước nè, sừng chẩm đi ra phía sau nè ha. Rồi đây là cái chính giữa này là mình sẽ có não thất ba nè, và ngay phía sau não thất ba mình sẽ có cái cấu trúc chỉ phẫu mình gọi là tuyến tùng. Mà tuyến tùng thì bình thường nó cũng có thể có một cái nút đóng vôi sinh lý bình thường ha, nhưng mà thường nút vôi sinh lý này nó nhỏ thôi, dưới 1 cm thôi ha, không có to. Thì đây là đóng vôi của tuyến tùng ha, đây nó nằm ngay ngay sau cái não thất ba, đây ngay sau não thất ba là cái đóng vôi bình thường của cái tuyến tùng. Rồi đi tiếp xuống ha, đây là cống não này, em thấy cái chấm nè, đây là cống não này đi là ha, đây, cống não nằm ở phía mặt sau của cái cuốn não luôn. Rồi đi từ từ xuống ha, đây cống não, sau đó xuống đây sẽ là não thất tư của mình, nó sẽ nằm giữa phía trước nè, phía trước là cầu não, phía sau là bán cầu tiểu não, chỗ này là thùy thái dương ha, đây là cái nhãn cầu. Rồi mở cái cửa sổ xương cho tụi em xem thử ha, đây cửa sổ xương, cửa sổ xương thì mình sẽ thấy đây là những cái vị trí đường khớp nè, ha, nó răng cưa nè ha, đây cái xương, xương gì, xương đỉnh đúng không, xương đỉnh bên trái, xương đỉnh bên phải, mình có hai cái xương đỉnh ha. Phía trước cái đường khớp, trước khớp vành này là xương trán, nó thì cái đường khớp là mình sẽ thấy nó sẽ chỉnh cái cửa sổ cho em nhìn này ha, cái đường khớp đây nè ha, nó răng cưa và nó sẽ có cái hình ảnh là xương xung quanh cái đường khớp, nó sơ sơ nó trắng trắng lên, thì đây là vị trí đường khớp ha. Rồi xuống đây mình sẽ có cái khớp lambda đa phía dưới này đây ha. Nó sẽ ngăn cách xương đỉnh với lại xương chẩm ha. Rồi giờ mình sẽ mở qua cái hình MRI nha. Đây là hình MRI thì cái xương nó không có trắng xóa như CT mình mới xem ha, mà xương nó sẽ là hai cái đường đúng không, đường đen ở phía trong, đường đen phía ngoài là hai cái xương mảng sọ, chính giữa là cái khoang tủy, rồi hai chữ xung luôn, dịch não tủy mà màu đen là T1, dịch não tủy mà là màu trắng dày là chữ xung T2 ha. Rồi mình sẽ đi từ trên xuống dưới này, mình ha, đi từ trên xuống dưới, T1 bên đây ha, T2 bên đây. Rồi thì trên T1 nè, nhìn nè, cái viền chất xám ở phía ngoài nó sẽ có tín hiệu thấp hơn cái chất trắng ở phía trong ha. Còn trên T2 thì sao, trên T2 thì chất xám ở phía ngoài tín hiệu nó lại cao hơn chất trắng ở phía trong, cho nên tín hiệu nó sẽ tùy thuộc vô là mình đang coi đến cái chủ xung nào. Và em thấy nè, bên cái cột mà sát phía bên ngoài cùng của cái tay trái của mình á, là cái chỗ mà bệnh nhân có, em thấy bệnh nhân có rất là nhiều hình không, chụp rất là lâu thì ra rất là nhiều cái chuỗi xung nè, rất là nhiều mặt cắt nè, như mặt cắt chuỗi xung T2, mặt cắt axio nè, rồi T1 sato nè, rồi dưới đây một loạt các chuỗi xung phía dưới nữa ha. Chính vì vậy mà thời gian nó
chụp MRI nó lâu hơn. Trong khi CT thì mình chỉ có một cái dữ liệu nguồn, sau đó máy nó sẽ xử lý ra cho mình với mặt cắt axial và hai cái cửa sổ giống vậy ha. Rồi. Rồi. Đây là ha. Rồi đây. Thì em thấy mình sẽ đi tìm cái rãnh trung tâm ha. Mình sẽ tìm rãnh trung tâm để mình phân định được thùy trán này, omega ngược ha. Thùy trán ở phía trước, thùy đỉnh ở phía sau, và cái bề dày nè của cái hồi trước trung tâm thì nó dày hơn cái hồi sau trung tâm ha. Và tiếp tục chất trắng này mình gọi là trung tâm bán bầu dục vành tia ha. Trước này là khối thể chai, phía sau là lòi thể chai, còn thân thể chai là cái phần trên đây ha em ha. Mình muốn thì mình sẽ định vị để cho dễ nhìn ha. Chị lấy cái định vị ra cho tiệm xem. Đây là mặt cắt xa tô nè, em thấy mặt cắt xa tô ngay tại vị trí đường giữa luôn. Thì cái mặt cắt xa tô nó sẽ giúp mình xem rõ những cấu trúc đường giữa, ví dụ như thể chai nè, em thấy không, thân não nè, cống não nè, hớp tương nè ha. Thì đây là cái thân thể chai nè, đây là cối thể chai nè ha, đây là lòi thể chai. Thì mình sẽ định vị ha, thân thể chai này, thân thể chai trên đây là cái chỗ chất trắng mà nó nối giữa hai bán cầu đại não này ha. Phần cao trên này là thân thể chai, rồi khi mà em đi xuống từ 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 đi xuống dưới thì nó mới xuất hiện cối thể chai, lòi thể chai ha. Còn phía trong này mình sẽ có chất xám nè, tín hiệu của chất xám, đầu nhân đuôi, nhân bèo, rồi thị, đúng không? Rồi chất trắng thì nó sẽ có bao trong, có chi trước, chi sau, với lại cái phần bao ngoài, phía ngoài bao ngoài nữa, cái phần những cái cuộn nhỏ 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 chỗ này là thùy đảo, ngoài nữa là rãnh bên, ngoài nữa là thùy thái dương, phía trước này là thùy trán, phía sau này là thùy chẩm ha. Rồi đi tiếp xuống thì thấy cái chữ V này là cuốn não, có một cái cấu trúc nhỏ nhỏ tròn tròn là chứa dịch não tủy màu đen nè, trên T1 nè là cống não ha. Đi từ từ xuống em sẽ gặp cầu não, não thất tư, bán cầu tiểu não, đúng không, thùy nhộng. Rồi cái phần nhu mô não ngay chỗ này, cái hố này là gọi là hố thái dương nè, thì cái chỗ này là thùy thái dương, nhưng mà cái chỗ này là bán cầu tiểu não ha, đây là cái thùy thái dương nè. Còn phần nhu mô não phía trước này là của thùy trán, thùy thái dương, thùy chẩm ha. Cuốn não phía trước, cuốn não là bể trên yên, mà mình nhìn trên T2 những cái bể não thì nó sẽ dễ dàng nhìn hơn, bữa chị có dạy rồi ha. Đây trên T2 thì em nhìn những cái bể não nó sẽ đẹp hơn, có là 6 góc nhọn đúng không, 1 góc nhọn, 2 góc nhọn, 3 góc, 4, 5, 6 góc nhọn, bên trong nó có chứa chi giao thoa thị ha, rồi cái cuốn tuyến yên, rồi những cái mạch máu của dòng đa giác Willis. Và em thấy nè, cái mạch máu chị lo cái hình mạch máu nè, động mạch nè, động mạch bình thường nó sẽ có tín hiệu thấp liên thu giống vậy, trên ha, trên T1 T2 nó sẽ thấp giống vậy, nếu mà nó cao lên là nó bất thường. Tương tự những cái xoang tĩnh mạch, tương tự ha, xoang tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch ở phía trước bình thường nó phải tín hiệu thấp giống vậy ha. Rồi giờ mình sẽ xem thử mạch máu nè. Mạch máu hai cái tròn tròn này chính là cái động mạch cảnh trong hai bên của cái vòng tuần hoàn trước nè, nó sẽ đi lên xoang hang nè, em thấy động mạch cảnh trong nè, tới đây nó muốn cong một đoạn ha. Rồi sau đó nó sẽ chia ra động mạch não giữa, đây động mạch não giữa, trong cái chỗ là cái bể trên yên của mình nhớ không, cái vòng đa giác Willis mình nó sẽ nằm đây, nó sẽ có hai nhánh động mạch não giữa đi về phía rãnh sibut chỗ này nè, này nó nè, giờ mình cắt ngang, còn này là mình cắt dọc được nó một đoạn nè ha. Thì đây là hai cái nhánh động mạch não giữa nằm trong rãnh sibut, sau đó nó sẽ đi đi ra ra bề mặt vỏ não, nó sẽ cấp máu cho cái phần nhu mô não của cái thùy thái dương chỗ này ha. Này, em thấy những cái nhánh động mạch não giữa nè, những cái nhánh đen đen này là những cái nhánh nó chia ra, những cái nhánh xa xa của động mạch não giữa ha. Rồi nó có những cái nhánh trên bề mặt vỏ não nữa, thì đó là cái đường đi của động mạch não giữa. Còn động mạch não trước của mình thì sao, nó sẽ cũng từ đa giác Willis này đúng không, nó sẽ cho ra hai cái nhánh đi cặp theo đường giữa, mà do cái hình mình cắt ngang đó, cho nên mình thấy được hai cái chấm đen này thôi. Thì em thấy hai cái chấm màu đen không, tín hiệu thấp nè, là động mạch não trước bình thường đó ha, tín hiệu nó bình thường, nó nằm trong cái rãnh liên bán cầu này, mình cắt được phát được một đoạn dài dài của nó nè, bên đây thì ngắn hơn đó, đây ha. Thì nó sẽ chia những cái nhánh nhỏ, nó cấp máu cho cái phần nhu mô não cặp theo cái hành lang đường giữa này. Rồi còn cái động mạch, cái vòng tuần hoàn sau thì sao, vòng tuần hoàn sau thì nó bắt đầu từ cái động mạch đốt sống ở dưới này ha, từ động mạch đốt sống, mà cái ca này để chị mở cái ca tiếp theo nha, cái ca này cái động mạch đốt sống một bên nó bị
nó bị ưu thế trội hơn bên kia, nó nhỏ nên em khó thấy. Đây ca này nha, coi ca này, đây động mạch đốt sống ở dưới nha, hai động mạch đốt sống hai bên, khi mà nó đi lên từ từ nó hợp lại với nhau thành động mạch thân nền ngay mặt trước cầu não nè. Sau đó đi lên nữa thì động mạch thân nền nó sẽ chia ra hai nhánh động mạch não sau, nó sẽ ôm ôm theo cái thân não, cái cuốn não chỗ này nó đi ra sau, nó cấp máu cho cái phần nhu mô não của cái thùy chẵn nè, rồi nó cũng cấp máu cho đồi thị, cho cái phần sau của thể chai, rồi nó có những cái nhánh động mạch tiểu não cũng của vòng tuần hoàn sau, nó sẽ cấp máu cho cái phần nhu mô não của bán cầu tiểu não này ha. Thì đó là cái động mạch bình thường. Tương tự này em thấy nè, những cái xoang tĩnh mạch bình thường nó cũng phải tín hiệu thấp giống vậy ha. Đây tĩnh mạch dọc trên ha. Rồi đây là xoang thẳng mà do mình không có cắt ngang được, không được một cái đường thẳng của nó, mà do nó nằm hơi xéo xéo và cái mặt cắt mình nó chỉ vát được một phần của nó thôi. Đây là cái xoang thẳng ha. Này. Rồi, chỗ này là hội lưu xoang nè, và em thấy đi ra ngoài này sẽ làm cái xoang xoang ngang ha, xoang ngang phía bên trái, rồi xoang ngang phía bên phải thì nó không có, nó nhỏ thôi, nó không có hiện rõ, tại vì những cái xoang đặc biệt là xoang ngang này nhiều khi nó sẽ có cái tình trạng y chang như động mạch đốt sống, nó chỉ có nói nó ưu thế một bên nó sẽ to hơn bên còn lại ha. Thì đây là cái xoang ngang, rồi xong qua đây là sẽ là xoang sigma. Mà em thấy là cái xoang sigma chỗ này á, nó nằm kế bên cái phần khí của cái bầu chủng chỗ này của mình nè, cho nên nó đen với đen nằm kế nhau, mình không có thấy rõ ranh giới của nó lắm ha. Cái chỗ này có cái xoang xoang sigma, rồi xong lát xuống đây nó sẽ vô tĩnh mạch cảnh trong. Thì những cái trường hợp mà cái xoang nó có huyết khối thì nó sẽ mất cái hình ảnh tín hiệu bình thường này, nhiều khi nó trắng lên là mình thấy nó nổi bật lên, nó rõ lên mình nhìn ha. Cơ bản là cũng xong hết rồi đó. Tụi em có thắc mắc gì không? Thì đây là cái hình cái cây mạch máu trên MRI mà người ta dựng lên nè. Và muốn ra được cái cây mạch máu này trên MRI, nó hay ở chỗ là em không cần phải tiêm thuốc tương phản cho bệnh nhân, mà em cũng có thể dựng lên được những cái cây mạch máu giống vậy mà không cần phải tiêm thuốc tương phản gì hết ha. Máy nó sẽ sử dụng cái dùng những cái tín hiệu dòng chảy á, nó sẽ dựng lên được cái hình cây mạch máu nè, mà hoàn toàn không có chích thuốc, không có tiêm thuốc tương phản gì hết. Đó, nó sẽ ra được những cái mạch cắt không ha. Rồi thì chị là vừa nói qua cái phần hình ảnh sọ não bình thường ha, chủ yếu là trên CT với MRI, nhất quan thì mình chỉ coi sơ qua thôi. Tụi em có gì chưa hiểu không? Thì cái tiết mình sẽ còn cái tiết ở một tiết hai tiết ở phía sau đó, thì lúc đó mình sẽ lúc đó tụi em sẽ có thể tự lăn chuột mà mở cho tụi em coi một cái ca ha, tự lăn chuột xem, hoặc là đưa những cái hình rồi sẽ hỏi theo tổ, gọi tụi em lên để như trả lời coi cấu trúc đó là cấu trúc gì. Có thể chị sẽ đưa một cái hình bệnh nhân đó có một cái tổn thương, thì không có phải kêu tụi em nó là dạy bình thường mà sao hỏi tổn thương, mà sẽ hỏi tụi em là mình não mình nó có hai bên hay bên phải bên trái để mình so sánh, thì mình sẽ xác định xem cái tổn thương đó là nó nằm ở tại cái cấu trúc giải phẫu nào. Ví dụ như nó có thể nằm ở đồi thị nhưng bèo gì đó, thì mình chỉ cần so sánh với cái bên bình thường bên kia, mình sẽ xác định được là cái tổn thương đó là vị trí nó nằm ở đâu, chứ không có kêu tụi em chẩn đoán đó là gì ha. Chẩn đoán tổn thương hay chẩn đoán vị trí của cái tổn thương đó dựa vào những cái bình thường mà mình đã học. Thì á mình sẽ thấy nè, nè em thấy nè, chị chỉnh cái cửa sổ sao cho tụi em dễ nhìn. Rồi thấy chưa? Thì thật sự là ý là chị muốn nói là nó sẽ có cái đường tùy theo ha, tùy theo mình hay nói về mặt lý thuyết là nó có dạng răng cưa, nhưng mà thực tế là nó không phải lúc nào nó cũng hiện thật sự là răng cưa rõ ràng cho mình nhìn ha, không phải lúc nào nó cũng phải răng cưa rõ. Ý là những cái đường nó em thấy nó không đều, nó nhấp nhô nè, thấy không? Nè đây nè ha, đây 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 thấy không? Đó. Là nó là cái khoảng
giữa cái xương này với lại cái xương kia, cho nên ở người có thể cái khớp của nó em thấy nó không có hiện như cái trường hợp này, là mình thấy nó nằm thật là sát nhau. Còn những trường hợp em có thể thấy một cái khoảng trống nhỏ, một cái đường đậm độ thấp nó nằm giữa hai xương giống như nãy em mới nói đó, thì nó cũng là bình thường. Thì giới hạn của nó là bình thường nó sẽ dưới 3 mm, dưới 3 mm, cái khoảng khớp của mình á, khoảng khớp giữa các xương sọ nó sẽ dưới 3 mm là bình thường. Và mình phải biết là mình biết à, chỗ này là giải phẫu bình thường nó có cái đường cốc bành nè ha. Còn ví dụ như một cái đường nằm ngay tại vị trí này, một cái đường tậm độ thấp nằm ngay tại vị trí này thì chắc chắn không phải là đường khớp rồi, hiểu không? Đường khớp nó sẽ nằm tại những cái vị trí giải phẫu nhất định rồi, nó sẽ có dạng đường không đều, răng cưa em thấy nó nhấp nhô nhấp nhô nhấp nhô ha, và nó chỉ có nó đó. Và nó sẽ có đặc điểm là cái xương quanh cái đường khớp nó sơ nè, em thấy nè, cái xương quanh đường khớp đậm độ nó sẽ cao lên ha, đậm độ nó cao lên đó, là cái đường này là cái đường đường khớp chứ không phải là đường nứt xương. Rồi, để chị sẵn hỏi chị sẽ mở cho tụi em xem một cái hình ảnh một cái đường nứt xương để mình nhìn cho nó dễ ha, thì em sẽ phân biệt nó liền liền với cái đường khớp được liền Dạ chưa. chưa hả, thấy chưa em, thấy cái slide gì chiếu chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Rồi thì đây là cái đường khớp, mà cái đường khớp này ở trẻ con cho tụi em nhìn cho nó rõ. Cái đường khớp này ở trẻ con thì nó chưa có hình ảnh sơ xương nhiều, nhưng mà là cho tụi em xem cái đường khớp nó răng cưa là kiểu vậy đó ha. Thì người lớn mình thì cái xương nó bắt đầu là nó sẽ cái đường khớp nó sẽ hẹp lại hơn so với trẻ con, và cái đường sơ xương của nó sẽ hiện rõ hơn, cái là xương quanh cái đường khớp nó sẽ hiện rõ ràng hơn. Còn khớp nó dạng răng cưa là cái dạng giống vậy đó. Còn cái đường mà em thấy nó thẳng băng giống vậy là cái đường nứt xương, gãy xương nè. Là cái khớp này là cái khớp ngay tại vị trí đường giữa mình, là khớp chọc giữa của mình, giữa hai cái xương đỉnh đó. Còn cái này là bé này là có một cái đường nứt xương nè, là cái đường sắc nét như vậy, nó sẽ không có cái dạng răng cưa ha. Và ở người lớn tuổi thì em thấy cái phần xương quanh những cái đường răng cưa này á, nó sẽ sơ, nghĩa là nó tăng đậm độ, nó trắng lên á ha. Còn em hỏi chị sao có hình em thấy nó có một cái đường sáng chính giữa, là do chị nói đó, đường khớp nó cho phép là cái đường khoảng trống này nó dưới 3 mm ha. Tùy người, có người nó nhỏ, có người thì nó sẽ hơi rộng hơn một chút xíu. Còn may là em bé thì nó chưa có cái đường khớp, nó chưa có cố định sát lại cho mình nhìn thấy nó hơi rộng ha. Thì đó là cái đường khớp, được chưa Khánh, hiểu chưa em?